các bạn, mình là Veo cơ trưởng đây. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những tính năng mới vừa được cập nhật tại Play2 ra đời nha. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì nhớ like và đăng ký cho mình nhé. Đầu tiên là phần ai cũng mong chờ, đó chính là quà tặng sau bảo trì. Thì mình nhận được quà bảo trì lần này bao gồm cả lần trước. Mình thấy bạn bè mình ai cũng nhận được số kim cương khác nhau hết. Rồi các bạn chỉ cần bấm vào chữ quay video và bấm vào bắt đầu ngay. Các bạn bấm vào cái dấu chấm đỏ ở giữa, vậy là có thể quay video được rồi. Đây chính là video mà mình quay ở trong máy ảnh đó, nhìn cũng rất là sắc nét. Tính năng tiếp theo là các bạn bấm vào bách khoa toàn thư. Đây là tất cả những con cá có trong game. Đây cũng là tất cả những con bé có trong đây, nhưng mà khi bạn sở hữu nó thì nó mới hiện lên nha. Vì mình không phải là người săn cá và lại săn thú cưng nên là mình có ít lắm. Tiếp theo là tính năng ai cũng mong chờ, đó chính là tính năng trồng cây. Các bạn chỉ cần chạy lại chỗ đối diện cabin là được. Nó cũng ở đối diện chỗ trực ván đó. Xong rồi các bạn bấm vào ông này, ông tên là Chillion, ông là người Hàn Quốc đó. Sau khi bấm vào thì các bạn sẽ được hướng dẫn trồng cây như thế nào. Và nếu các bạn muốn mua thì hãy bấm vào mua chậu. Thì ở đây có một loại chậu và có ba màu khác nhau, gồm màu trắng, màu đỏ và màu nâu. Và một chậu có giá là 900 tiền xanh. Thì ở đây mình sẽ mua hết 3 màu. Khi các bạn muốn gieo hạt nào thì các bạn chỉ cần bấm vào hoa đó rồi các bạn bấm vào chữ gieo thôi. Bây giờ thì mình sẽ gieo hạt hết 3 chậu luôn nha. Mỗi loại hoa thì nó có thời gian nở khác nhau. Riêng hoa hướng dương thì nó mất tầm 1 ngày để nở. Và các bạn cũng có thể xem quảng cáo để cho nó nở nhanh hơn. Nhưng mà số lần xem quảng cáo cũng có hạn, nên là các bạn cứ chờ 1 ngày là nó sẽ nở hết. Bây giờ thì mình sẽ xem quảng cáo nha. Đây là hoa cẩm tú cầu sau khi mình xem được vài quảng cáo nè. Nó đã nở được bao nhiêu đây rồi nè, trong khi những chậu khác thì mới là hạt giống thôi. Mình thấy như vậy là đã đẹp rồi, nhưng mà khi nó nở ra thì chắc chắn là còn đẹp hơn nữa. Mình rất là thích tính năng này luôn, còn các bạn thì sao? Tính năng tiếp theo đó chính là đổi màu dấu chấm than. Thì những bạn xài auto sẽ biết phần mềm auto nó sẽ dựa vào cái dấu chấm than màu trắng ở trên đầu của các bạn. Hiện nay nhà phát hành đã thay đổi bằng cách chuyển màu của dấu chấm than liên tục khi mà các bạn câu.
dấu chấm than trên đầu của bạn hoặc là dấu chấm than của con cá cũng sẽ được đổi màu liên tục đó. Mình thấy tính năng này cũng rất là hay để ngăn chặn những thành phần auto. Dạo này các bạn nói khi câu bóng to thì rất là hay đứt dây, và khi câu thì đa số toàn là bóng nhỏ. Và sau bản cập nhật này thì nhà phát hành đã sửa lại rồi, nên các bạn cứ đi câu đi. Mình nghe nói là có cập nhật thêm tiết học hay là lớp học gì đó, nhưng mà mình không thấy. Nếu sau này có bản cập nhật đó thì mình sẽ quay lại cho các bạn xem nha. Sau buổi bảo trì hôm qua thì mình thấy câu cá ổn định hơn rất nhiều rồi. Vậy là mình đã hướng dẫn cho các bạn hết những tính năng mới trong bản cập nhật lần này rồi. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì các bạn nhớ cho mình một like và một lượt đăng ký nha. Các bạn nhớ bật thông báo khi mình ra video mới thì nó sẽ thông báo cho các bạn đó. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye.